Dạ, và sự hiện diện quý vị trong sự kiện ngày hôm nay là một niềm vinh hạnh rất là lớn đối với ca sĩ Trung Quân và tất cả những người thực hiện chương trình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nãy lúc mà mình hỏi là em Dũng có nhìn bạn là thiệt luôn hả? Tức là thật sự là như vậy luôn mọi người. Tức là em đã định, cũng đã định ý đồ ra mắt anh Quân chắc phải mười mấy lần, nhưng mà không lần nào thành công hết. Đến ngày đến năm nay thì mới cái lần cuối cùng định ra mắt trước concert luôn mà không kịp luôn, thì tới ngày hôm nay mới kịp để ra mắt anh Quân lần này. Nên là thôi thì coi như là món quà đầu năm mới bạn. Dạ, chị Minh nói là do chạy show quá, trộm vía đúng không chị? Dạ, rất là trộm vía. Thì ca khúc vừa rồi có tên là Đi Qua Thương Nhớ là một trong 9 bài hát nằm trong album lần này. Và thường á, thì công chúng sẽ gọi anh với cái tên là Thắng Mưa. Nhưng mà em có nghe nói là từ sau cái live concert 1589 vừa rồi thì anh có thêm một cái nickname mới nữa, là tại vì mình trân trổ những cái nốt cao không thua kém cạnh gì các ca sĩ nữ, cho nên là từ ngày hôm nay có thể gọi anh thêm một nickname nữa là nam nữ ca sĩ Trung Quân. Nam ca sĩ nữ. Nam ca sĩ nữ. Nam ca sĩ nam. Nam nữ ca sĩ là cả nam cả nữ. Còn nam ca sĩ nữ là nam ca sĩ nhưng hát không nữ thôi. Đây là một hệ tư tưởng mới. Dạ vâng. Thì ngày hôm nay khi mà mọi người đến đây, mọi người có thấy là ấn tượng không ạ? Với tất cả concept của ngày hôm nay, thì anh có thể chia sẻ một chút là về concept, về những cái ý tưởng của mình, và anh đã hình dung về cuộc showcase này như thế nào, cũng như là album của mình bao gồm những cái điều gì và chất chứa tất cả những điều gì mà anh muốn nói. Thực ra thì khi mà mọi người cầm ở trên tay cái đĩa mà Quân phát hành ngày hôm nay thì mọi người thấy là nguyên một con bướm rất bự. Dạ, ngậm con bướm luôn. Ngậm con bướm rất là to. Dạ. Nó che luôn cái mỏ của em. Thì thực ra là cái concept ngày hôm nay là giống như là khi mọi người thấy là có một cái ké đang ở trong cái tổ vậy. Dạ. Thì khi mà nó nở ra thì nó không biết là con gì. Có thể là con bướm hoặc là con Trung Quân hay là con gì đấy. Thì muốn nói là cái album này nó như một cái ngày đầu tiên là một cái vẫn đang là một cái kén để mà nở ra một cái hành trình âm nhạc mới cho Trung Quân sau này. Và hy vọng là những cái showcase sau của album sau thì nó sẽ từ từ dần mở ra là có thể là một con gì đấy. Dạ, và mọi người cũng rất là trông đợi là sau khi kén này nở ra thì sẽ có những cái điều gì chờ đợi phía trước. Anh có thể chia sẻ một chút, bật mí một chút về những cái hoạt động của mình trong năm 2024 hay là những cái điều gì mình đang ấp ủ. Dạ. Thực ra Quân nghĩ là cái album nó phát hành vào cái thời điểm là sau concert này nó cũng rất là hay đó, tại vì là nó giúp Quân có một cái đà để làm tiếp những cái dự án tiếp theo trong năm nay. Có khi sẽ là một concert nữa. Dạ. Và có khi là một album nữa. Thì Quân thật sự là cảm thấy là thời điểm này mình đang rất là siêng năng và rất là muốn được làm âm nhạc thật là nhiều so với cái 15 năm vừa rồi mà không làm một cái gì hết. Dạ. Thì hy vọng là dù có làm gì, dù có concert hay album thì cũng sẽ được mọi người ủng hộ. Dạ, và chắc chắn là mọi người ủng hộ đúng không ạ? Khi mọi người đến đây ngày hôm nay thì cũng rất là mong muốn được lắng nghe những ca khúc trong album Người Đang Yêu. Vậy thì Thanh Huyền thấy ở đây khán giả đã sẵn sàng, ban nhạc đã sẵn sàng, phòng the thì cũng được mắc mà. Bây giờ em mời ca sĩ hát ạ. Giờ là có cái giường đúng không ta? Dạ. Ok, bây giờ thì các Quân sẽ hát tặng cho mọi người ca khúc chủ đề của anh Vương. Khúc sắp các cô bạn thằng Hải Âu. Hải Âu có đây ngày hôm nay là ok, mở tay cho Âu được không mọi người? Là Âu là một lý mà người Âu là người bạn mà đã học chung lớp 1 cái Quân ở trên Đà Lạt. Và cái mối quan hệ này nó cũng kéo dài, cũng phải chắc là phải 30 năm, gần 30 năm rồi. Thì Quân là cảm ơn Âu ngày hôm nay đã giúp cho cuối cùng Quân đã thực hiện được cái vol 1 đầu tiên của Quân. Sau nhớ là cách đây mười mấy năm khi mà Bin có hay gọi là Bin, thì Bin đưa cho Quân cái bài hát đầu tiên của Bin á, thì là lúc đó là hai đứa mới bằng lớp 11 với lớp 10 gì đó. Thì Quân là một trong những người được hát những bài hát đầu tiên của Hải Âu. Thì ngày hôm nay là Âu là người làm anh đúng đầu tiên cho Quân thì Quân rất là cảm ơn. Và có một bậc mí nữa là Âu cũng là người phối khí hầu hết những cái khúc hit của Quân, như là Dấu Mưa, Chót Yêu đấy ạ. Tất cả những bài hit của Quân thì đều qua tay của Âu hết. Và xin được dành sự trân trọng lớn của Quân dành cho Âu ngày hôm nay. Và bây giờ thì hát bài của tác giả ngồi dưới, mình cũng hơi sợ hát được cái đòi lại chết luôn. Xin mời cô lắng nghe Người Đang Yêu ạ. Cảm ơn Huyền. Sân khấu là hơi mệt nha, đẹp sinh nhật luôn á. Dạ ướt đi. Ướt cả ai rồi? Bây giờ mình thổi, cái này là chưa kịp thổi, thổi lại.
Vâng, và thưa quý vị, để thực hiện được album này thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cá nhân và các đơn vị đã cùng với chúng tôi thực hiện cái album cũng như là đồng hành cùng với ca sĩ Trung Quân trong suốt chặng đường vừa qua. Và vì thế ngay lúc này Thanh Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng tiến lên sân khấu để có thể nhận hoa từ ca sĩ Trung Quân ạ. Xin mời producer, ca sĩ. Nhưng mà phải làm nó hết tiền quá tốt đi quá đó.